đường thôi. Lên đường. Về nhà mới thôi con ơi. À. Lên xe này chạy thì thôi. Sướng nhất rồi. Tới miếng nữa cho mát đi. Tới miếng nữa. Rồi. Giờ anh khách này anh mua mình ba con mọi người. Mua ba con thì hai con thì anh để giống. Còn hai con, một con anh thịt. Ha. Wow. Còn gì bằng nữa. Heo ốm giống người mẫu quá trời quá đó. Ha. Con 30 mấy ký nha. Con 27 ký. Con 36 ký. Hai con này thì giờ anh về anh nuôi. Anh làm giống. Thì với con heo này mình đã bỏ nọc cho anh rồi. Con heo bự bên đây mình bỏ nọc rồi mọi người. Heo này thì già lắm rồi. Thì mình bỏ nọc cho anh con nọc khuyến mãi ha. Nọc khuyến mãi. Thì chứ đúng đó thì nay tiền mua có giống tới 500 lần mọi người. Ủa 400 chứ, 500 là tiền chở luôn. Thì gửi xa nha, còn cứ mọi người chở tới thì sẽ 400 nha. Mình phối giống như vậy á. Còn này thì phối khuyến mãi cho anh thôi. Quá đẹp mọi người ơi. Còn đây, con này thì anh về anh thịt ha. Mọi người. Con này thì về thịt nha. Mặc dù thịt nhưng mà thịt thì thịt chứ lông lá thì đảm bảo là đẳng cấp luôn nha. Ừ. Mình buôn bán là phải có uy tín ha anh em. Heo nạc sắt da thì bán anh em sẽ tới mua thôi nha. Thì tại anh về anh sợ trói không được á, nhờ mình trói giùm ha. Quá heo này còn gì bằng nữa mọi người. Thì mười mấy triệu mà có heo ăn ngon mà có heo để giống luôn ha. Còn gì bằng nữa. Mình mọi người mua mình thì liên hệ mình số điện thoại nha. 0936 708 472 ha. Thì có thể nhắn Zalo mình cũng được. Zalo là số điện thoại mình luôn á. Thì mấy cái bầy này thì nó mình mấy dài đòn lắm mọi người. Dài đòn. Heo mà dài đòn để giống thì thôi. Thì sản lượng sau này mình nuôi ra sản lượng thịt ok lắm mọi người. Quá đẹp. Mình nuôi thì mình chịu đầu tư thì mai mốt mình sẽ ra heo con, heo thịt nạc mà đẹp nha. Thì lúc đó mình bán sẽ rất là ok nha mọi người. Thì cái gì cũng vậy nha. Chịu đầu tư tốt thì bán ra con thịt tốt ha. Chứ mình ấy mình mua mấy heo sóc này về nuôi. Có một số anh em thích nuôi heo sóc nhưng theo mình là nuôi bán ra không được đâu nha. Hiện tại Tết này mình bán ra được có mấy heo sóc à. Tại mỡ quá thì chỉ về gói bánh tét đồ bậy bạ thôi. Chứ còn heo rừng thì mình bán ok nha. Anh em nào mua thì cứ alo mình nha. Máy nồi mọi người, máy nồi á. Máy đẹp nha. Thì quay lại sơ cho mọi người thấy.
heo chắc nịch luôn nha mọi người. Rồi, cảm ơn ông anh đã ủng hộ nha. Rồi, chúc anh thật nhiều sức khỏe. Năm sau mua mình tiếp. Còn hả, năm sau mà gây bầy nhiều thì khỏi mua. Heo có ăn có bán luôn nha. Rồi, chào cả nhà.